Cánh tay của nạn nhân có vết thương rất mờ, nhưng có phản ứng mô, có lẽ đã bị trước khi chết. Sao trong miệng nạn nhân lại có 10 đồng vậy? Không biết nữa. Còn một thứ ở trong miệng. Có mấy sợi giống như là lông cừu. Lông cừu và đồng tiền. Tất cả gửi cho phòng pháp chính xét nghiệm. Giải phẫu một thi thể bị chết đuối, quan trọng nhất là để ý khí quản và phổi của họ, bởi vì không chừng trong đó còn sót lại tạo biển hay những thứ như vi sinh vật. Những manh mối này không chỉ có thể giúp chúng ta tìm được thực ra nạn nhân bị chết ở đâu. Anh coi đi. Phải ha, phổi của Lương Hưng Trung bị sưng nghiêm trọng lắm. Nếu như bị nước biển dìm chết, tình trạng phổi có nước sẽ rất nhẹ. Nhưng xem tình trạng của Lương Hưng Trung, có lẽ là bị nước ngọt dìm chết. Mẫu nước lấy từ phổi ra đang được xét nghiệm. Đợi có luôn báo cáo đó, tôi nghĩ có thể kết luận rồi. Vào đi. Sếp Cao. Sao hả Thục Quang? Bác sĩ Cổ. Chào cô. Anh Minh vừa mới xét nghiệm, trong mẫu nước rút từ phổi của nạn nhân ra, trong đó có 3 loại tảo, bao gồm tảo đỏ, tảo xanh và tảo luân. Loại tảo đơn bào này sinh sống ở nước ngọt mà. Có nghĩa là ông ta không phải bị nước biển dìm chết, mà là bị nước ngọt dìm chết. Trong mẫu của nạn nhân, chúng tôi còn xét nghiệm được có thành phần của khí clo và phấn hoa đàm. Vậy thì có thể khẳng định Lương Hưng Trung không phải chết trong nước biển rồi, mà là chết trong hồ bơi. Và xung quanh hồ bơi đó có lẽ có trồng hoa đàm. Còn nữa, trong đó còn có kết quả của mô tế bào lông cừu. Lý thú lắm. Hả? Là Satus. Satus là tiếng Ba Tư, cũng có thể gọi là Sa Đồ Thập, ý nghĩa tức là vua lông cừu. Loại lông cừu này xuất phát từ loài cừu tạng linh quan giả trên cao nguyên Thanh Tạng. Dùng loại lông cừu của loài cừu tạng linh này dệt thành áo khoác, là loại áo khoác mềm nhất và ấm nhất trên thế gian này. Và cũng chính như vậy, loài cừu tạng linh này gần như bị người ta săn bắt đến tuyệt chủng. 20 năm trước đã cấm bán áo khoác sa tuyết. Bây giờ giá thị trường chợ đen mua một áo khoác sa tuyết ít nhất cũng 100 mấy chục ngàn tiền Hồng Kông. Nhất định là loài cừu tạng linh rất hối hận lớp lông của chúng tốt như vậy. Thật ra lớp lông của chúng tốt cũng chỉ vì chống lại khí hậu lạnh giá của cao nguyên Thanh Tạng thôi. Chính vì như vậy đã trở thành vật tế của những phụ nữ vừa tham đẹp lại thích phô trương bản thân mình. Nhưng nói một cách bình thường, chắc chắn đàn ông không dùng loại áo khoác này. Phải. Hơn nữa, ngoại trừ miệng của Lương Hưng Trung, chúng ta cũng không tìm được loại lông cừu này trên người và quần áo của ông ta. Có thể là hung thủ khi bỏ đồng tiền vào miệng của nạn nhân đã vô tình làm bay lông cừu vào đó. Còn là một phụ nữ rất giàu có nữa. Hơn nữa, địa điểm gây án là một hồ bơi. Một hồ bơi xung quanh có trồng hoa đàm. Lần này ông Lương bị chết oan như vậy, dông hụt ở trên suối cảm thấy không cam lòng, cản trở ông ta đầu thai chuyển kiếp làm người. Chúng tôi phải làm sao hả sư phụ? Tôi cho rằng tốt nhất bà nên ra bờ biển là một pháp sự lớn, sau đó tụng kinh 7749 ngày để siêu độ cho ông ta, để ông ta chạy bớt quán khí, để có thể chuyển kiếp làm người. Sinh thời ông Trung tin tưởng nhất là anh, chỉ cần tốt cho ổng, anh muốn gì cũng được. Chú Trung đã chết thê thảm, bây giờ quan trọng nhất là cho chú ấy mau chóng đầu thai, sau này tìm nhà đàng hoàng để hưởng phước. Trông cậy vào ông sư phụ à? Nè, có phải ông nghĩ chúng tôi khùng không? Lần trước nó là tìm người chịu giùm, nào là đổi tên này nọ, bây giờ khó tránh số kiếp rồi đó. Thôi đi, người chết trên hết, huống hồ đó là ba của con tôn trọng một chút đi. Tôn trọng? Má đọc bức thư này đi, má kêu con làm sao tôn trọng ổng chứ. Nè, mọi người coi đi. Chị hai, là thư gì vậy? Là thư của hãng xe gửi tới. Nói là nửa năm trước chú Út mua chiếc xe, do hệ thống cung cấp xăng có vấn đề cho nên đem tới hãng để sửa. Chiếc xe này là SA900, hơn 1 triệu lận đó. Trong nhà chúng ta làm gì có chiếc xe đó chứ. Nhất định là ông mua để dụ gái, tặng cho cô diễn viên nào rồi. Bà chủ, sếp Hoàng tổ trọng án. Có gì không sếp Hoàng? Có phải tìm được hung thủ giết người không? Chưa. Nhưng ngoài ra chúng tôi đã có phát hiện mới. Đúng vậy. Sau khi được phòng pháp chứng chúng tôi và pháp y xét nghiệm, xác định trong phổi của ông Lương không phải là nước biển, mà là nước trong hồ bơi. Cho nên tôi nghi ngờ địa điểm bị hại của ông Lương chính là hồ bơi. Chúng tôi biết trong nhà nạn nhân có hồ bơi, cho nên mới đến coi có phát hiện gì hay không. Hy vọng các vị sẽ hợp tác.
Bà Lương, tôi muốn biết hôm trước khi bà phát hiện thi thể, cũng tức là hôm xảy ra vụ án, ngày 3 tháng 10 bà làm gì? Hôm đó sau khi tôi biết anh chồng của tôi có chuyện, sáng sớm tôi đi cầu phước cho ảnh, đến trưa tôi quay về, cho đến buổi tối cũng không có đâu. Hôm đó tôi phụ trách đưa đón bà chủ đi cầu phước, tôi có thể chứng minh cả buổi tối bà chủ không ra ngoài. Cả đêm chồng của bà không có về nhà. Khoảng thời gian này bà có liên lạc với ông ta không? Chồng của tôi có thói quen thứ bảy hàng tuần đều ngủ qua đêm trên du thuyền. Tôi thấy không có chuyện gì đặc biệt cho nên không gọi cho ông. Thứ bảy hàng tuần chồng bà đều không về nhà ngủ sao? Vậy thì có khi nào tình cảm vợ chồng của bà lại... Xem bà, thật ra là vậy. Bởi vì mà của ông Lương đã được định sẵn, gắn liền với bộ thủy, không thể rời xa. Cho nên tuần nào ông ta cũng lên du thuyền ngủ qua đêm, cuối cùng còn bị chết đuối. Còn nói không thể rời xa gì chứ. Xét nghiệm máu đi. Họ là vợ chồng qua, còn lấy nước trong hồ làm đùm ra như vậy. Không lẽ nghi ngờ chú Trung chết trong nhà này sao? Sếp Cao làm bất cứ chuyện gì cũng không nguyên nhân. Nếu chú Uống thực sự chết trong nhà này, vậy thì có khả năng hung thủ là người trong nhà rồi. Tôi muốn hỏi, đồng hồ này là của người nào? Đồng hồ này là của tôi mà. Ông lượm ở đâu vậy? Chị có áo khoác gọi là sa đồ thập không? Không có xài áo khoác đâu. Sếp à, không lẽ sếp nghi ngờ con của tôi sao? Chúng tôi phát hiện một vết máu dính trên đầu. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới cái chết của Lương Hương Trung. Phiền cô thay chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Cô Lương, tân trang vết máu trên đồng hồ này là của ai vậy? Cô đừng hòng che giấu. Cho dù cô không nói, phòng pháp chứng cũng sẽ xét nghiệm được thôi. Che giấu cái gì chứ? Vết máu này không phải của tôi thì của ba tôi thôi. Cô bỏ quên từ hồi nào? Sáng hôm trước tôi định về nhà gom vài bộ đồ, ai ngờ lúc đi ngang hồ bơi thấy ba tôi ngồi ngủ gục ở đó, nên tôi định tranh thủ gom xong rồi đi. Lúc tôi đi ổng nhìn thấy tôi. Con khốn kia, đứng lại, mày về đây làm gì? Mày muốn ăn cắp đồ của tao hả? Gì chứ, con lấy đồ của con thôi mà. Tao tin mày mới lạ đó. Mày đưa đây, đưa ba luôn cho tao. Đưa cho tao xem. Đưa đây. Cái cục khốn kia, mày đứng lại, mày còn chuẩn bị quả báo đó. Có lẽ là lúc tôi làm tay của ổng bị trầy để lại thôi, nhưng sau đó tôi bỏ đi không cần biết đến ổng nữa. Đơn giản vậy sao? Nếu không thì phức tạp đến cỡ nào chứ. Theo chúng tôi được biết, Lưu Hương Trung từng báo cảnh sát nó có ăn cắp đồ, đòi tống cô vào tù. Quan hệ hai người không tốt lắm, có phải vì cô ghét ổng nên đã giết chết ông ta không? Cái gì chứ, ông đừng có vu khống nha. Tôi ghét ổng thì giết ổng sao? Hạ người như ổng tự động có trời trừng phạt, cần gì tôi đích thân ra tay? Tôi giết chết ổng tôi cũng phải ngồi tù vậy? Tôi không có ngu vậy đâu. Sếp Hoàng, kết quả của phòng pháp chứng có rồi. Nước trong hồ bơi ở nhà của Lương Hương Trung và nước trong phổi của ổng chứa hàm lượng clo và loại tảo đơn bào đều trùng khớp, nhưng mà không phát hiện được phấn hoa đàn. Tức là không phải hoàn toàn trùng khớp. Vậy thì nghi vấn về Lương Vĩnh Khiết cũng sẽ bị suy giảm. Sếp Dương, có manh mối. Lương Hương Trung đã tặng cho một cô gái chiếc xe hơi đời mới SA 900. Tên của cô gái này là Kim Hải Triều. Kim Hải Triều là ai vậy? Mấy năm trước có tham gia cuộc thi Tử Kinh giành hạng 3, từng đóng vài bộ phim, bây giờ là diễn viên quen nửa nạc nửa mỡ. Xem ra quan hệ giữa cổ và Lương Hương Trung không có đơn giản. Nếu không Lương Hương Trung đâu có tặng cho cổ chiếc xe mắc tiền như vậy chứ. Gọi luật pháp chứng, chúng ta tới nhà Kim Hải Triều. Yes sir. Cô chủ có mấy cảnh sát đến tìm cô. Cô Kim Hải Triều, chúng tôi là tổ trọng án tại Cửu Long. Tôi là thanh tra cao cấp Hoàng Cát Kiên. Hai người này đồng nghiệp phòng pháp chứng. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi chuyện ông Lương Hương Trung. Jason, cô qua bên kia chơi đi con. Không thấy có qua đàn. Jason, nước trái cây xong rồi nè. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông.
như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.